Khắc mộc sự thân, khắc gỗ thờ cha mẹ. Carving wooden statues to serve his parents. Bất hạnh ngồi thân hiếu nội tâm, lớn khôn biểu hiện vợ sai lầm. Tạc hình tượng gỗ dâng cơm nước, sớm tối chăm lo mặc niệm thầm. Hiếu kính đinh lang linh hiển lộ, mắt tay máu lệ rõ tình thâm. Linh hồn vất vưởng nên nương tựa, mới biết sự tình dương cách âm. Cha, mẹ. Linh thúc thúc, chú đang làm cái gì đó? Chú đang khắc tượng gỗ. Chú khắc tượng gỗ của ai vậy? Chú khắc tượng của cha mẹ. Sao thầy khắc tượng gỗ của cha mẹ chú? À, ta biết rồi. Cha mẹ của Linh thúc thúc đều đã qua đời cả. Chú ấy nhất định là rất thương nhớ. Cho nên nếu khắc hình tượng họ trên gỗ, như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy họ rồi. Bình Nhi thật thông minh. Đen thúc thúc, cháu cũng thông minh nữa. Bình Nhi bác quá tí giỏi hơn thôi. Đúng rồi, cháu cũng thông minh nữa. À, Bình Nhi, chúng ta đi chơi. Anh kêu em đi đâu chứ? Đi thỉnh an cha mẹ. Thỉnh an? Cha mẹ anh không phải đã mất lâu lắm rồi sao? Thật đã qua đời rồi. Nhưng mà anh vừa mới cắt xong hình tượng gỗ của họ, sau này chúng ta cứ tới trước đó để thỉnh an. Phụ thân, mẫu thân, xin đừng trách hài nhi dùng phương pháp này để hiếu kính cha mẹ. Anh bưng cơm nước tôm tất đi đâu đó? Anh lấy dâng lên cho cha mẹ dùng. Đó chỉ là những tượng gỗ thôi, làm sao mà ăn được? Cha, mẹ, mời dùng cơm. Hai cái người gỗ này muốn ta hầu hạ thính an hả? Các người không phiền, ta cũng thấy phiền mà. À, sao nước mắt lại rơi như thế này? Lẽ nào có ẩn tình gì? Chẳng lẽ vợ ta làm? Tượng gỗ cha mẹ anh, tại sao lại chảy nước mắt? Tôi quả nhiên nói không sai, bà thật chẳng có chút lòng hiếu thảo nào. Cả đế tượng gỗ cha mẹ ta mà bà cũng không tha. Mà thôi, tôi biết ly thư này, bà hãy đi đi. Em không muốn đâu, thưa lỗi cho em hối cải rồi, em sẽ không dám làm như vậy nữa.
Đinh Lan sinh vào đời nhà Hán, mồ côi cha mẹ từ lúc còn tấm bé. Từ nhỏ, ông thường nghĩ đến song thân. Lúc trưởng thành, Đinh Lan điêu khắc hình tượng cha mẹ bằng gỗ để thờ phụng. Mỗi ngày như một, ngày ngày dâng cơm, thắp hương lễ lạy, vấn an thăm hỏi. Sau khi lập gia đình, Đinh Lan dẫn vợ đến trước hình gỗ cha mẹ mà hành lễ như vậy mỗi ngày hai lần. Vợ sau, vợ của ông sanh ra lòng bực tức, dùng kim châm vào tay tượng gỗ xem có gì lạ không. Nhưng không ngờ tức thì có giọt máu chảy ra. Đến bữa Đinh Lan dâng cơm như thường lệ, khi nhìn thấy tượng gỗ rưng rưng nước mắt, kẻ tay lại chảy máu. Ông xem xét kỹ mới biết là vợ ông đã làm. Ông lập tức liền viết ly thư từ bỏ vợ ngay. Có kệ khen rằng: khắc mộc vi phụ mẫu, hình dung tại nhật thân, ký ngôn chư tử điệt, các yếu hiếu song thân. Khắc gỗ thờ mẹ cha, hình hài như lúc sống, nhắn bảo cùng con cháu, hiếu thảo với song thân.